Hai lúa Sóc Trăng mến chào cả nhà. Bữa nay mình cũng đi lấy ong lại ở nhà, nhưng mà thấy cũng nắng được mấy ngày mình giờ mình đi lấy ong. Giờ mình mới thấy cây dừa này, nè, cây dừa cũng được tổ nha, tổ cũng nhỏ, nó phất nằm mé lá này kia. Cây dừa này nha. Giờ mình cũng leo lên coi có mật không. Sáng lấy được tổ mà mật nó xíu nha. Cây dừa đây. Rồi. Cả nhà xem video hai lúa Sóc Trăng nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha cả nhà. Leo cây dừa lấy ông mệt quá nha. Ô mật ngon quá nha ơi. Im à. Giờ cắt cái nha. Nó mặt nó ra đó. Vậy là ngon ở nhà của bếp rồi. Mình leo cây mình cầm thoại mình quay á, rồi có khi lắc rồi cả nhà thông cảm cả nhà. Đó, mặt được vậy cả nhà. Ngon quá. Ổ đầu tiên nha. Rồi dời xuống nha, mệt rồi. Được con tổ lớn mà phải leo cây nha. Cả nhà thương nhớ đăng ký kênh ủng hộ hai lúa Sóc Trăng nha cả nhà ơi. Có cái tổ ong mà con rắn nó nằm đó luôn cả nhà ơi. Để quay cho cả nhà xem nè. Cái đầu nó nè. Đó, cả nhà thấy không? Chân cái tổ ong luôn á nha. Ổ ong nó nằm ở trên mà tàu lá nó phất rồi. Đây quay cận cảnh gần cho cả nhà xem con rắn nó nằm ngay chân kế bên tổ ong cả nhà. Người đang ở trong lùm. Đó. Con rắn thấy không cả nhà? Được tổ mà đang lấy nè. Thấy ghê không? Đắng hay ghê không? Giờ mình lên mình đuổi nó cho đi mình lấy cái nha. Tổ ong hồi nãy nằm ngay chân rắn nè cả nhà. Giờ mình lấy tới gần tới cổ ong rồi. Ổ này cũng có mặt ngon á. Mà nó đưa những cây nhỏ nhỏ không à, leo. Hơi khó cả nhà thông cảm. Mình hồi lấy xuống mình review cái thiệu thành quả luôn cả nhà. Mới lời đuổi con rắn đi. Mới lấy tổ ong xong cả nhà. Được lớn rồi. Ong mà tàn non nó mới có mật cả nhà. Ong mà tàn nó hơi vàng rồi là mật nó xịt rồi. Mật vậy cũng ngon nha. Đầu mùa mà. Ở quê mình tháng này được mật vậy là ngon lắm rồi đó. Rồi đi tiếp nha. Có hồi nãy có ổ này ngay chân gắn nè. Bụi tre này ổ nha. Không biết cả nhà thấy không. Đó, chỗ cục đen đen đó. Giờ mình leo lên bụi tre này cây cũng nhỏ nhỏ mà. Ổ nhỏ nha. Khó thấy vậy. Cái gì? Dạ. Yeah.
Ổ này nhỏ mới về. Rồi có xíu à. Rồi xuống nhà ơi. Ổ cái dừa nữa cả nhà. Ổ này hơi dài. Đeo mệt. Ổ nhỏ nhỏ không mập ít ít không. Ổ này dài. Giờ mình lấy luôn á nhỉ. Mệt quá. Cái dừa nó đương đương thì mình quơ tay nó giật khó quay nha. Được có ong nữa cả nhà. Ổ này không biết có mập không cái nè. Ổ này chắc dài. Con nhỏ á. Để thổi thuốc, thổi khói ra nha. Ổ này dài bỏ nha. Không có mặt. Dài. Rồi mình đi tìm tổ khác thôi. Cây dừa được tổ luôn nè mà. Không biết già không nè. Đó thấy cũng trọng trọng nha. Để leo lên chắc. Dừa này nó lùng mà nó cũng khó leo. Đây. Mệt nhiêu đây. Mệt. Ồ, có xíu mệt à. Dạ hết trơn. Mệt một xíu.
giờ mình chuẩn bị về cả nhà ơi. Mệt quá mệt rồi. Trời nó nắng rồi nó hầm. Lấy được có 5 tổ ong. 5 tổ cũng nhỏ nhỏ không, hồi nãy có 1 tổ ngay chân nghe con gắn nằm hết hồn cho nó cả nhà. Cả nhà thấy không? Rồi thành quả là bắt ong lại được nhiêu đó cả nhà ơi. Mình quay cái điện thoại mà mình bắt ong, mình leo cây rồi đó, có cầm cái điện thoại đó cứ rung lắc cả nhà xem rồi thông cảm với Hai Lúa Sóc Trăng cả nhà ơi. Rồi bye bye, xin chào, hẹn gặp lại cả nhà sau nha. Bye bye, xin chào cả nhà.